Linh xin kính chào quý vị. Cứ mỗi tuần trôi qua, chúng ta gặp nhau để làm một điều gì đó tốt đẹp. Hạnh phúc là cho đi, đúng không quý vị? Hôm nay hy vọng rằng chương trình sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta cũng sẽ đồng hành với một trong mảnh đời nào đó mà chương trình giới thiệu quý vị nha. Hôm nay câu chuyện thế nào, mảnh đời đó ra sao, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị ngay bây giờ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ người chơi trước quý vị nha. Đó chính là ca sĩ Kylie. À không, không phải ca sĩ mà là diễn viên điện ảnh. Xin chào mọi người, chào anh Linh. À không, là bà chủ bán shop. Bán shop online. Bởi vậy giới thiệu em ca sĩ không em ngại lắm. Thanh Duy với Kylie là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, hát hay, bán hàng online cũng giỏi. Rồi bán đắt không? Dạ, bán cũng lai rai. Lai rai đúng không? Dạ. Bên nào anh muốn ủng hộ nha. Nhớ nghe. Anh em thấy anh hay đi comment dạo lắm đó. Có, anh có vô livestream em mua hàng đúng mà. Có không? Anh là vô. Anh toàn là hỏi dạo không à, có bao giờ anh mua đâu. Thì bữa nào rảnh anh mua. Anh Linh là một người anh rất là dễ thương, mà hầu như dàn lớp trẻ của tụi em ai cũng yêu quý anh hết trơn á. Phải không? Đúng rồi, em nói thiệt lòng, tại vì anh Linh là một người anh rất là chân chất và rất là thật thà, cho nên là em tin là anh sẽ mua hàng của em. Rồi từ từ anh sẽ mua, yên tâm. Hôm nay trước khi mua hàng thì em tham gia chương trình đi ha. Dạ. Có nhiều tiền em ủng hộ người ta cái dạ, mua hàng em luôn. Dạ. Rồi hôm nay thì Kylie sẽ cùng với chương trình sẽ đem một món quà dành tặng cho một mảnh đời bất hạnh nào đó. Bây giờ Kylie xin mời quý vị chúng ta xem hoàn cảnh của mảnh đời mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị. Xin mời. Gia đình của em Huyên là sống tại khối Tân Hoa, thị trấn Nghĩa Đàn. Bố mẹ là làm nông, bố là tham gia bộ đội 8 năm ở đảo, là có nhiễm nhẹ chất độc da cam. Thì vợ chồng là nông nghiệp, là chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng. Nói chung là gia đình gương mẫu. Thực hiện sau một thời gian thì chồng bệnh nặng thì đã qua đời cách đây hơn 2 năm. Và giờ mẹ thì nuôi 2 con, cháu Mai và cháu Huyên. Thì cháu Mai thì hiện nay đang học ở Đại học Hà Nội, mà cháu có nhiễm chất độc da cam. Thì cái vấn đề phát triển là thiểu năng, là về cái trí tuệ thì tốt, nhưng mà vấn đề về cái hình thức, hình dạng thì nó không được như người bình thường. Sau khi chị gái xa nhà đi học đại học, chỉ còn hai mẹ con Huyền ở nhà chăm sóc lẫn nhau. Thu nhập chính của gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng với đàn lợn, năm được năm mất. Thương mẹ vất vả nuôi mình và chị gái ăn học, cứ rảnh lúc nào là em phụ giúp mẹ lúc đó. Suốt những năm học cấp 2, Huyền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Vừa qua, em thi đỗ vào trung học phổ thông 1 tháng 5, tiếp tục được ghi nhận thành tích tại đây. Ở hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng các em lại rất nỗ lực, phấn đấu, vươn lên trong học tập. Và đối với chị thì có cái khuyết tật rõ ràng là chiều cao rất là khiêm tốn. Đó. Và bây giờ cũng đang rất cố gắng là học tập. Còn đối với em thì trong thời gian qua thì nỗ lực bản thân em đánh giá rất cao, nhà trường đánh giá cao về ý thức cũng như là kết quả học tập. Còn đối với học kỳ 1 qua thì em đã đạt loại giỏi đối với trong các bạn trong trường. Là một người sống tình cảm và nhiều cảm xúc, Huyền cũng có những lúc tủi thân tự ti, nhưng em vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để mẹ không phải buồn lòng. Nhiều lúc mà các bạn được bố mẹ đọc về những con thì chỉ được mẹ đọc thì con cảm thấy buồn. Bà thì mất sớm nhưng mà mẹ vẫn nuôi cho con ăn học đến bây giờ thì con rất biết ơn mẹ. Lúc mà con ở trong học tập thì con luôn nghĩ đến mẹ là ở nhà cong đứng làm để cho con đi học được bình thường như bao bạn ít đông trang lứa. Thế là đọc những là động lực để con cố gắng để lớn lên thành công để về báo đáp công ăn công lớn, công lao to lớn đó của mẹ. Cô học trò tài năng Thanh Huyền xứng đáng được hỗ trợ để tiếp tục đến trường, thực hiện hy vọng thay đổi cuộc sống khó khăn của mình. Ta vừa đến một hoàn cảnh khó khăn,
Nhưng ở Thanh Huyền, Quỳnh Linh thấy rằng một nghị lực vươn lên rất là cao. Dạ. Em cố gắng để vượt qua số phận. Vấn đề ở chỗ là tương lai của em còn mịt mờ lắm. Với hoàn cảnh như thế thì con đường học vấn có thể nó gặp nguy hiểm. Nếu như một lúc nào đó gia đình không thể lo được, có thể em sẽ dừng lại việc học. Chính vì thế nên chương trình Vì Bạn Xứng Đáng có mặt, mong hỗ trợ và chia sẻ những điều đó. Mong rằng trên con đường học vấn sẽ có nhiều người cùng góp sức để cho em Huyền đi đến bến bờ tương lai một cách tốt đẹp nhất. Dạ, xem clip vừa rồi thì đầu tiên nhìn vào ô bé này xinh quá. Rất là xinh, mặt rất là khả ái. Và nhìn em thấy nó có một cái vần sáng, chứ mình nhìn là không có thấy mịt mù đâu anh. Thật sự thì xem hoàn cảnh của em thì Khali cũng nhớ lại lúc mình còn nhỏ. Thật ra anh em mình hồi xưa cũng là xuất thân từ gia đình khó khăn, đúng không anh Linh? Cho nên là bản thân Khali hồi nhỏ cũng sinh ra trong một gia đình cũng khó khăn, chứ không có được đầy đủ đâu. Nhưng mà tương lai mình không biết trước được điều gì hết. Cho nên là chúng ta hãy luôn luôn tự tin, và chúng ta hãy cố gắng phấn đấu, chắc chắn là sau này mình sẽ gặt hái được thành công thôi. Hy vọng là như thế. Vấn đề là mỗi người chúng ta sẽ góp một chút, dạ, để có thể giúp sức cho con đường đi của bé Thanh Huyền nó tốt đẹp hơn. Dạ. Hôm nay em sẽ cố gắng hết sức mình để có thể mang về một cái phần quà lớn lớn. Em hy vọng thôi, tất cả niềm hy vọng của em gửi vào anh Linh. Trời ơi, chết rồi. Ở đây thì anh không biết đáp án, tất cả khán giả đều không biết đáp án. Dạ. Chúng ta cùng đi tìm đáp án thôi. Nếu may mắn chúng ta sẽ có đáp án sớm, nếu may mắn chúng ta sẽ mua ít tiền. Dạ. Đơn giản là như vậy. Khali sẵn sàng? Em sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu Vì Bạn Xứng Đáng. Ngay bây giờ thì Khali sẽ đến với 5 vòng chơi khác nhau, với các mệnh giá khác nhau: 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu và 30 triệu. Mỗi vòng chơi như thế, nếu chúng ta không tìm được đáp án thì Khali phải mua những gợi ý chúng tôi bằng số tiền này. Mua nhiều thì chúng ta còn ít tiền để tặng, mua ít tiền thì chúng ta có nhiều tiền để tặng cho em Huyền ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ đến vòng chơi đầu tiên, mệnh giá 10 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi rất nhiều vấn đề, gợi ý động vật. Động vật. Có 9 gợi ý còn lại mình phải mua nếu mình chưa tìm ra đáp án. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 3 triệu. Nhưng mệnh giá này sẽ trộn lẫn với các con số tương ứng từ 1 đến 9. Dạ, yeah. Em mua cái mệnh giá thấp nhất được không anh? Được. Để mình tiết kiệm. Đúng rồi, ai cũng muốn như vậy. Dạ, số mấy mọi người? Thôi em chọn số 3. Mở số 3. Số nhỏ thôi. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? 50 ngàn. Trời ơi. 1,5 triệu. Chúa, nhiều quá vậy. 1,5 triệu. Nhiều quá. Nhiều đó. Còn dạ, nhiều nữa em. Những số sau này nó còn kinh khủng nữa. 1,5 triệu mua được gì? Hy vọng là cái gợi ý này nó sẽ xứng đáng với 1,5 triệu. Không có. Mắc không, quá mà không xứng đáng là không được. Vậy đó, vậy đó, bắn mắt chứ không có giá trị em ơi. Trời đất ơi. Loài thuốc quý. Một động vật nào là một loài thuốc quý? Nếu như mà nói về động vật mà có thể làm thuốc được á, thì có nhiều lắm. Rắn nè. Thôi được rồi, mua thêm đi, giờ chưa biết còn gì. Số 2. Số 2 mở. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? 50. 50. Em đừng có la. Em im lặng coi nó ra cái gì em la cái đó. Em thấy cái máy này kỳ quá anh ơi. 3 triệu đồng. Trời ơi, 3 triệu chết rồi, 4,5 triệu. Mua được rồi. Gì? Đại dương. À, vậy là cái con động vật này nó sống ở đại dương. Đúng rồi. Đại nó dương là con cá. Con cá. Thường á là nó không có ốm. Không có ốm. Nó mập. Đúng rồi. Wow. Gọi là con cá mập. Sụn cá mập. Đúng rồi. Rồi, em chốt luôn đi. Em chốt luôn cho nó nhanh anh. Chị nhanh vậy? Hả? Từ từ làm gì nhanh chứ gì trời. Chứ bây giờ mua nữa mất tiền. Em chốt đúng không? Chắc em nghĩ là đúng á. Đại dương là thường á là... Mua đi hả?
mua tiếp. Mọi người bắt em mua nữa. Ủa sao ba phải quá vậy? Em mới nói chốt thì tại mấy người á, kia nói em kia. Nghĩ là những vị khán giả ở đây đều là những người rất là thông thái và sáng suốt hơn em. Giờ em mua thêm ha. Ừ. Mua, bây giờ mình hỏi khán giả nè, mua số mấy? Quá trời mọi người, số 5 nhiều, số 5. Số 5, mở. 5, thôi em không nói nữa đâu. Đừng nói nữa. Nói nữa ra 2 triệu nữa đó. Mệnh giá số 5 là bao nhiêu? Giờ em không thèm nhìn luôn đó. 1 triệu đồng. Thấy chưa, em không có la nó nhỏ. Em la nó lớn, tại cái giọng em nó lớn á. Mai mốt em không la nữa đâu. 1 triệu đồng mua được gì? Con đực mang thai. Con đực mang thai. Nếu mà để làm thuốc quý hiếm thì con cá ngựa nó sẽ hợp lý. Con cá ngựa. Đúng rồi. Cá ngựa, 3, 2, 1. Chốt. Chúng ta xem đáp án. Trúng đi, trúng đi, trúng đi. Trúng đi, trúng đi, trúng đi. Cá ngựa, cá ngựa, cá, cá ngựa. Con cá ngựa chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Đuôi cong và dài, sống thành cặp hoặc theo đàn, san hô, giáp sát, trò chơi trẻ con, voi dài. Voi dài. Thôi giờ mình chốt tiền đi. Vậy là câu này em được 4 triệu rưỡi đó phải không anh? Trong tài khoản em mới tới đây không đồng. Kết thúc vòng 1, Kali có số tiền là 4 triệu rưỡi. 4 triệu 500 đồng là kết quả của vòng 1. Cái bây giờ cho Quỳ Linh kết nối với hiện trường. Vâng ạ, xin được gửi lời chào tới các khán giả tại trường quay. Xin chào anh MC Quỳ Linh của chúng ta ngày hôm nay. Đối với tôi thì diễn viên Kali vô cùng tuyệt vời. Mặt xinh, diện rất là tốt. Và đặc biệt ngày hôm nay thì bạn ấy chơi cũng rất là xuất sắc. Với đáp án của vòng chơi đầu tiên là cá ngựa thì số tiền đạt được là 4.500.000 đồng. Vâng, kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Thanh Hương đây là đại diện về phía chính quyền và đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ. Và chúng tôi đang có mặt tại khối Tân Hòa, thị trấn Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, rất gần với nhà của nhân vật thụ hưởng ngày hôm nay, đó chính là em Thanh Huyền. Em Thanh Huyền thì có một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố em mất sớm, mẹ của em sức khỏe vô cùng yếu và hiện tại bây giờ thì việc ăn học của hai em đang phải đè nặng lên đôi vai của mẹ, rất là khó khăn và chúng tôi cũng rất là ghi nhận về hoàn cảnh này. Và ngày hôm nay thì không có điều gì khác hơn là chúng tôi thật là mong muốn bạn diễn viên Kali của chúng ta sẽ thật là cố gắng để có thể giành được số tiền tuyệt đối trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng ngày hôm nay. Hãy dành một tràng vỗ tay lớn hơn nữa để cổ vũ cho diễn viên Kali của chúng ta. Rồi, chúc chúc mình gặp nhau em nhé. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Vòng 2 mệnh giá là 15 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai gợi ý một nhà thơ. Nhà thơ. Thơ với thẩn để hồn ta ngơ ngẩn, buồn trông theo một dáng dấp xa gần. Vậy là em phải mua nữa. Mua. 9 gợi ý còn lại. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 4 triệu rưỡi. Số 9. Mở số 9. Để xem mệnh giá số 9 là bao nhiêu. 50.000. Ba trăm ngàn. Được 300.000. Xem gửi. Lãng mạn. Xuân Quỳnh. Xuân Diệu. Xuân Diệu. Hồ Xuân, Xuân Hương. Đúng rồi. Xuân gì nữa? Xuân Bắc. Mình mới có tốn 300 ngàn mình mua nữa đi anh. Đúng rồi. Mấy nay số 9 rồi, bây giờ là số 1. Mở số 1. Ngược ngạo gì đó. Mệnh giá số 1 là bao nhiêu? Anh không dám nhìn. 1 triệu rưỡi. Cũng tạm. Nhiều. Cũng không đến nổi. Đúng nhiều rồi. Lắm. Cũng được, không sao, không sao. Mở đi. Mở đi. Lãng mạn. Bàn thành tứ hữu. Đây là một cái câu trong cái bài thơ của người đó. Đúng không? Không phải. Một cái câu nói về bốn cái nhà thơ, có thể là một bộ tứ bạn hữu với nhau. Đây là một nhà thơ nam. Đúng. Đàn ông. Chính xác. Loại trừ nữ ra. Chính xác luôn. Bởi vì bốn người này là bạn với nhau. Đúng rồi. Ngồi hay ngồi bàn tròn, bàn về thơ thẩn.
bàn coi chuyện đủ thứ hết. Mấy ông nhà thơ có Tố Ngủ nè, Nguyễn Khuyến nè, Xuân Diệu nè, rồi thôi mua tiếp đi, mua tiếp đi anh ơi. Mình làm bộ mình kể cho vui vậy thôi chứ mình có biết gì đâu. Số mấy? Dạ số số 7 đi. Mở số 7. Số 7 mệnh giá là bao nhiêu? 50 2.250.000 đồng. Sao em mổ số bự không vậy anh? Bự không à? Xem nghĩ nhà thơ này là ai? Phong Trần. Nhà thơ Phong Trần lãng mạn, bạn thành tướng ngủ. Phong Trần. Có hàm mật tử nữa đó anh. Có. Phong Trần. Cái này có chữ Phong. Ông hàm mật tử ông bị bệnh phong. Nếu như thôi mình mua tiếp cái nữa đi ha. Tại vì đi. Tiền cũng còn nhiều chứ không có đến nỗi. Chảnh gì sao. Dạ mình mua số 4. Mở số 4. Mệnh giá số 4 là bao nhiêu? 50.000. Đó, đúng ý em rồi ha. Dạ. Bây giờ không biết cái này có đúng ý mình hay không nè. Mở xem. Đây thôn Vĩ Dạ. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Trời ơi, còn mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Chốt là gì? Hàng mặt tư. Phải không? Dạ. Chốt đi. 3, 2, 1 Chốt. Như vậy là Kali đã chốt đúng hay sai thưa quý vị. Chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút. Quỳ Linh và Kali sẽ quay trở lại. Xin chào. Chào đón quý vị quay trở lại với vòng 2 vì bạn xứng đáng. Kylie đã chốt hàng mặt tử. Chúng ta xem đáp án. Chúng ta xem như người còn lại. Bệnh phong. Đấy. Ở Quy Nhơn đó có một cái trại phong. Phong. Đúng rồi. Chàng trai bút nghiêng Nguyễn Trọng Trí. Nguyễn Trọng Trí là tên thật. Để xem là có bốn nhà thơ nào đây. Tức là Hàn Mặc Tử cùng với Quách Tấn, Yến Lan, là Chế Lăng Viên được người đương thời ở Bình Định gọi là bàn thành tứ hữu, nghĩa là bốn người bạn ở thành đồ bàn. Chúc mừng em. Chúng ta cầu số tiền thôi. 4.500.000 là kết quả vòng 1 cộng với vòng 2. Kali có số tiền là 15.400.000 đồng. Cũng tạm. Bây giờ chúng ta tiến lên thôi. Dạ. Vòng 3 vì bạn xứng đáng mệnh giá là 20.000.000 đồng. Bắt đầu. Cho chúng tôi xem câu hỏi. Hỏi rất nhiều vấn đề để hỏi. Gợi ý tặng. Phát minh khoa học. Một phát minh khoa đúng học. Đúng rồi. Cái lĩnh vực này em dở lắm luôn á. Đúng rồi. Có thể mình từ từ mình mò đó thôi. Mình mua từ từ đi. Có 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Thấp nhất là 100.000. 100, 200, 400, 800, 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 6 triệu. Nãy giờ mình chọn số, chưa chọn số 6 và số 8. Bây giờ mình chọn số 6 đi. Mở số 6. Đi dắt dòng luôn. Một phát minh khoa học gì đây? Mệnh giá số 6 là bao nhiêu? 200.000. Tốt rồi. Xem gợi ý.
hầu hết đều dùng điện thoại. Đúng rồi, hầu hết đều dùng, nhưng mà điện thoại thì trẻ em đâu có xài được. Tivi, máy lạnh nhiều lắm. Thôi mình mua đi anh. Số mấy? Dạ số 8. Mở số 8. Một phát minh khoa học, đó là một cái gì đó mà rất nhiều người dùng, hầu hết nha. Hầu hết, chứ không phải ai cũng dùng. Mệnh giá số 8 là bao nhiêu? Bố. Là một gì? Nghe như tiếng sét ngang tai. 4 triệu lần đó anh à. Nổ trong mắt luôn. 4 triệu. Trời ơi, 4 triệu mua được cái gì đây? Mở gửi. Căng thẳng đã đến. Y học. Đúng rồi, có thể là vaccine đó anh. Em nghĩ là có thể là vaccine đó. Mua tiếp đi để cho nó an toàn ha. Mình còn tới 15.800.000 rồi. Anh mua giùm em số đi. Chọn số 2 tới đâu thì tới. Rồi, theo ý anh Linh là mình mua số 2. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? Số của anh đó. 100. 100 là cái chắc rồi. 100. Mở đi rồi. Kệ đó, coi như là không có đi. Coi gợi ý coi. Virus. Rồi, vaccine. Chắc chắn luôn. Virus là mình dùng vaccine. Vaccine đi ha. Đúng rồi. Chốt vaccine. 3, 2, 1. Chốt. Xem các bạn. Vaccine đi. Dự đoán. Yeah. Giống đích quỷ. Vaccine. Chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Louis Pasteur. Đúng rồi. Miễn dịch COVID-19. Tiêm hoặc uống phản ứng phụ tiêm phòng. Chính xác. Chúng ta tổng kết số tiền. Hai vòng chơi Khali có 15.400.000 đồng. Cộng có vòng 3 mấy trăm đó. Có bao nhiêu? 27.700 đồng. Số đẹp. Tên. Con đường ca hát của em nó là sao rồi? Dạ, con đường ca hát của em thì ai mời em đi đâu em hát đó. Bây giờ hát được cái đoạn nào, bài hát nào mà em có thể thấy hay nhất đi, tặng khán giả đi. Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chớ đào, hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho cái bè, Gò Công Tân Phước. Rạch Miễu xây cầu đường về, Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu, Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cu đón chào, mời nhau bánh tét. Chưa có quê em luôn. Xa đét răng ngời yêu dấu, thấp 10 trạm chiên. Có quê em chưa? Ghé bến Ninh Kiều, qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ. Không có quê em. Sông Hậu Giang, sóng trăng đón chào. Chưa tới quê em. Nghe lời sao cô nàng bán bánh ngon, mua giùm em bánh bía Dũng Thơm đi anh. Khoan, từ từ. Bây giờ tới quê em, sắp chưa tới quê em. Chưa có quê em luôn. Sắp tới quê em. Hát chừng nào tới quê em đi rồi nói. Từ chối đành sao lời sao chân thật, từ chối đành sao vị ngọt đất quê mình. Chưa có quê em nữa. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu. Quê em kìa. Yêu tiếng ai đàn lá lơi câu dòng cổ. Chưa có quê em nữa. Về thăm mảnh đất An Giang đó. Châu Đốc Dĩa Bà 23 tháng 4. Quê em đó. Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Hay quá.
cuối cùng, trời ơi, đi một đoạn dài ơi là dài. Em cũng đã về đến quê em rồi anh à. Đáng lẽ em phải đưa An Giang lên đầu á, em hát vô có An Giang liền á. Ai đâu hát gần cuối với An Giang. Thôi kệ đi, vậy ta mới nghe em hát được nhiều. Anh mắc cười quá à. Anh tính ra không cho em hát à. Bà lanh lắm. Khoan, anh ở đâu vậy? Quê anh Tiền Giang vô là em hát liền á. Tiền Giang Mỹ Tho là quê anh lắm đó. Cảm ơn em đã ưu tiên anh. Rồi, bây giờ chúng ta cho Khali một tràng pháo tay thưa quý vị. Cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 4, vì bạn xứng đáng, mệnh giá là 25 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai? Gợi ý. Ai? Nữ ca sĩ. Chắc chắn không phải là em rồi, anh đừng chỉ chắc, em. Chưa chắc. Nào, 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Nữ ca sĩ mình phải mua thôi. À, mình chọn số 1 đi. Đúng rồi, thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất là 7.500.000. Số 1, mệnh giá là bao nhiêu? 100 100 250 rưỡi. Yeah. Tốt rồi. Nào. Nhạc trẻ. Em hát nhạc già ha trẻ. Nhạc gì em cũng hát hết. Mới nãy là nhạc quê hương. Nhạc quê hương. Rồi. Nhạc trẻ em cũng hát được luôn. Vậy thôi, không phải Kali rồi. Kali hát nhạc gì cũng được hết. Mở tiếp. Số 3. Số 3 mở. Biết đâu số lẻ may mắn hơn. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? 2.500.000. Ta hát hay vậy mà nỡ lần nào cho cái số lớn vậy thiệt. Một à, sinh năm 1995. Đúng rồi, lĩnh vực của em đó. Hương Tràm nè, rồi Văn Mai Hương nè, rồi Hòa Minh Di nè. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhưng mà ai sinh năm 95 ta? Mới đây số 3 rồi đúng không? Đúng rồi. Số 4 mở. 95 là gì nữa đây? Chắc chắn nó sẽ có tên ngắn của một bài hit của bạn đó. Có thể dễ quá rồi. Mệnh giá số 4 là bao nhiêu? Chỉ cần 4.4 anh ơi, nhiều quá. Học viện ngôi sao. Hòa Minh Di là có học ở học viện ngôi sao nè. Em nghĩ là em chốt luôn. Em chắc 100% chưa? Chắc. Em chắc là cái của em còn có đúng hay không là do đáp án của chương trình. Ba. Hai. Một. Chốt. Bé ơi, cưng ơi, chị muốn đem số tiền lớn cho em, cho nên là lỡ câu này mà chị có sai em đừng trách chị nha cưng. Tại vì chị muốn giữ cho em được một cái số tiền nó trọn vẹn hơn. Mở đáp án. Em bị đơ luôn đó anh. Trời ơi, thiệt luôn á. Trời ơi, cưng ơi, chúc mừng cưng nha. Hòa Mizzy, một đáp án chính xác. Chúc mừng Khali. Mừng quá. Đúng rồi, khi mà nói học viện ngôi sao thì người ta nhắc đến là Hòa Mizzy, chính xác là như vậy. Nào, hãy cho chúng tôi những gợi ý còn lại. Ăn gì đây? Bắc Ninh, không thể cùng nhau suốt kiếp. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Gương mặt thân quen 2016, Nguyễn Thị Hòa là tên thật. Thử xem mọi người có thể thắc mắc tại sao lại học viện ngôi sao. Chúng ta xem nhé. Cô là quán quân học viện ngôi sao mùa đầu tiên năm 2014. Đó là một trong cái nội dung, một cái gọi là mà anh để cho em chốt đó. Dạ. Ha. Tại vì ai xem cái học viện ngôi sao, người ta đều biết điều đó. Dạ. Số tiền. Số tiền.
Được 27 với 17. Tức là có 27 triệu 700 ngàn đồng. Năm mấy triệu rồi anh? Cộng với vòng 4. Mấy triệu rồi? 45 triệu 550 ngàn. Bây giờ người dẫn chương trình thấy vui không? Vâng ạ, với một cái phong độ vững vàng như thế này thì Thanh Hương tin rằng là vòng chơi cuối cùng Khali sẽ giành được số tiền tuyệt đối trong ngày hôm nay. Và kết thúc 4 vòng chơi thì bạn ấy đã giành được số tiền là 45 triệu 550 nghìn đồng. Thanh Hương xin chúc bạn may mắn trong ngày hôm nay nhé. Bạn Khali ơi, cố lên! Rồi, chúng ta hãy cổ vũ cho Khali để cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình xuất sắc ở vòng 5 nhé. Quý Linh mời Khali đến vòng cuối cùng vì bạn xứng đáng mệnh giá 30 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ở đâu? Gợi ý. Mà tiền nhiều quá hả? Nền văn hóa ẩm thực độc đáo. An Giang có gì? An Giang có mắm. Đúng rồi. Mắm kho, khô cá lóc. Đúng rồi, khô cá sặc. Khô cá sặc, nói chung là các loại khô. Trái cây này kia ha. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại mình phải mua. Đây là một nền văn hóa ẩm thực độc đáo. Thấp nhất 150 ngàn đồng, cao nhất là 9 triệu. Chúng ta bắt đầu chọn. Yeah. Chọn số mấy? Số 1. Dữ luôn. Mở số 1. Quá dữ. Em cảm ơn máy nhiều lắm. Mệnh giá số 1 là bao nhiêu? Thấp thôi. Không sao mọi người. 6 triệu, mua được gì? Đất nước, nhiều di sản. Wow, bao trùm quá. Đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ chứ này là nghiêng về châu Âu châu nhiều Âu, hơn. Châu Âu phải không? Châu Âu thì nó có nhiều cái di sản thế giới rồi ha. Đúng rồi. Châu Âu hoặc là ở Ai Cập này kia đó, thí dụ như thế. Ẩm thực độc đáo. Độc đáo thì nước nào cũng có chứ. Mua tiếp đi anh ơi. 6 triệu mà ra một cái gợi ý. Mình mua số 6 đi anh. Số 6. Mở. Mệnh giá số 6 là bao nhiêu? 3 triệu. Cũng không đến nổi. Không sao. Được. 3 triệu đồng. Mua được gì? Ẩm thực độc đáo. 4 lần vô địch World Cup, thấy chưa? Anh wow. Nói. Wow. 4 lần vô địch World Cup thế giới. Đạt nhiều World Cup á, thí dụ như là Brazil nè, Ý nè, Pháp nè. Đức nè. Còn một nước nữa. Nước nào nữa? Argentina. Messi. Đúng là rồi, thần xác. Tượng của chồng em. Có nên mua tiếp không mọi người? Mua đi ha. Mua đi. Số 8 đi anh. Mở số 8. Mệnh giá là bao nhiêu? 300 ngàn. Số 2 hòa. Vô địch. Vô địch. 300 ngàn mua được gì? Dễ thương quá, máy dễ thương vô cùng. Châu Âu. Thấy chưa, nãy anh nói ngay châu Âu mà, thấy không? Châu Âu là mình loại Brazil ra rồi. Loại Brazil. Bây giờ mình còn Đức, Ý. Ý, Argentina. Đúng rồi. Đức, Ý, Pháp. Đức, Ý, Pháp. Mà 4 lần vô địch World Cup. Đức hả ta? Đức có trứng chiên ngon lắm. Mua tiếp một cái nữa nè. Dễ thương nha. Mua số 4 đi ha. Số 4. Mở số 4. Cái số 4 người ta cũng hay sợ luôn. Thường mở gợi ý. Mệnh giá số 4 là bao nhiêu? 5 triệu mấy. 5 triệu 250 ngàn đồng. Nhiều quá. Hay. Để xem. Một cái dữ kiện xuất khẩu rượu vang lớn nhất thế giới. Nói về rượu vang thì vang nổi tiếng nhất là Pháp. Rượu vang Pháp. Mình chốt đi ha. Chốt đi ha. Pháp chốt. Nếu đúng chiều nay anh với em mua một thùng
Còn nếu không đúng á, chiều nay anh với em uống thùng cát. Thôi em không chốt, em nghỉ chốt. Chốt đi. Anh ơi, thôi bây giờ cái này á là cái câu hỏi cuối cùng rồi. Mình cũng còn 15 triệu mấy trăm, mình kiếm dớt giác chút đỉnh nữa cũng được anh. Chứ để sai rồi nhỏ mất 15 triệu 450 ngàn tội nghiệp lắm. Bảo lanh đó, luôn. Thiệt luôn á, mình mua một cái nhỏ nữa đi. Mua một cái nữa. Máy ơi làm ơn, em mua một cái nữa mà máy cho em cái mệnh giá nó 150 ngàn thôi máy. Em tạ ơn máy nhiều lắm. 150 ngàn. Số máy? Dạ. Số 7. Mở số 7. Nghe dưới nó số 7, mở số 7. Mệnh giá số 7 là bao nhiêu? 600 ngàn cũng được. Rồi, xong cái này mình chốt nha. 600 ngàn cũng được, xong cái này mình chốt. 600 ngàn cũng được. 4 triệu rưỡi. Mình còn 10 triệu 950 ngàn đồng. Nào. Được hay không cũng chốt luôn. Dạ. Em cũng đang do dự ý nữa đó. Đất nước hình chứ chỗ. Chốt. Còn không chốt nữa. Chốt. Trời ơi chốt. Chốt gì? Ý. Ý. 3, 2, 1. Chốt. Thấy chưa anh? Mới nãy mình chốt pháp nhỏ mắt. Là đi pháp đó. Là mình đi pháp. Là đi pháp đó. Anh nói chốt pháp là đi pháp thì đó. Thì đó. Anh bởi vậy á. Như vậy là Khali đã chốt. Ý. Ý. Chúng ta xem đáp án. Chúc mừng em, cô đã bán chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Spaghetti, pizza, Vatican, cơm. Trời ơi, phải cho mấy cái này lên đi. Ha? Thì bởi vậy, tổng kết số tiền 4 lần vô địch World Cup. Cái đó thì chắc nhiều người biết đó. Dạ, nhưng mà anh em mình không biết thôi. Tại mình không mình coi bóng đá thôi. Cũng được năm mấy triệu anh. 45 triệu 550 ngàn đồng là kết quả của 4 vòng chơi trước cộng với vòng 5. Khali có số tiền là 56 triệu 500 ngàn. Chúc mừng. Nào, bây giờ hãy thông báo cho gia đình được biết món quà mà Khali chuẩn bị đem đến nhé. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Rất là xuất sắc. Sau 5 vòng chơi thì diễn viên Khali của chúng ta đã giành được số tiền rất tròn chính 56 triệu 500 nghìn đồng. Và xin thay mặt cho chương trình cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của bạn sau 5 vòng chơi. Ngay sau đây thì chúng tôi cũng đang rất háo hức muốn tiến gần tới nhà của nhân vật thụ hưởng ngày hôm nay. Đó chính là em Thanh Huyền. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người hãy cùng đi với Thanh Hương nhé. Xin mời. Em chào chị. Dạ. Xin chào Thanh Huyền. Chào. Đây. Vâng, chào chị nhé. Huyền ơi, xin giới thiệu với cả nhà mình, cô là Thanh Hương, cô đến từ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Và ngày hôm nay thì xin được thay mặt cho chương trình cũng như là một người chơi rất đặc biệt và vô cùng xinh đẹp gửi tới Thanh Huyền một món quà. Và ngay sau đây xin mời Thanh Huyền và tất cả các thành viên trong gia đình nhà mình, chúng ta sẽ vào nhà để xem những hình ảnh ngay sau đây ạ. Xin mời ạ. Xin chào tất cả mọi người, chào với Thanh Huyền. Hôm nay là một ngày rất là đẹp. Chú Quỳnh Linh nghĩ rằng chị Khali cũng đã cố gắng hết sức mình. Chị rất là vui bởi vì món quà chị chuẩn bị đem đến cho Huyền là một món quà rất là giá trị. Và hy vọng rằng với món quà đó, con và gia đình sẽ vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm nhận từ người chơi chính, Khali. Chào bé Thanh Huyền, chào gia đình của em luôn. Hôm nay Khali rất là vui khi mà được tham gia chương trình này. Rất là cảm ơn chương trình đã kết nối để cho mà em có thể đứng ở đây để có thể cùng với anh Quyền Linh mang đến một món quà. Có thể nói đây là món quà sẽ có thể giúp được cho em một phần nào đó trong cuộc sống của em và có thể giúp được cho em
chấp cánh thêm ước mơ của mình. Hy vọng là em sẽ luôn luôn học thật giỏi và luôn luôn cố gắng phấn đấu để mà mình có thể đạt được những cái nguyện vọng của mình. Chắc chắn là không chỉ riêng chương trình này mà sẽ còn rất rất nhiều chương trình khác nữa sẽ biết đến hoàn cảnh của em, biết đến gia đình của em để mà họ có thể làm những chương trình khác để mà ủng hộ cho em. Cho nên đó là chúc cho em và gia đình của em sẽ thật là khỏe mạnh để chúng ta có thể cùng chấp cánh những ước mơ. Và hôm nay thật sự chị rất là vui và rất là hạnh phúc bởi vì chị có thể đem đến số tiền 56.500.000 để tặng cho em. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình và chúc mừng cho gia đình của em Thanh Huyền. Vâng ạ, đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má của ba người phụ nữ đang đứng bên cạnh tôi đây. Chính là em Thanh Huyền, chị gái em Thanh Huyền và người mẹ đẻ của hai chị em. Và tôi nghĩ rằng là với hoàn cảnh như thế này thì không ai có thể kìm được những giọt nước mắt xúc động đó. Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc sống này luôn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra. Sức khỏe hai em thì thực sự là mọi người cũng thấy rất là yếu. Mẹ của hai em cũng sức khỏe không được tốt, bố thì đã mất sớm rồi. Qua 5 vòng chơi thì diễn viên Kali của chúng ta cũng đã rất cố gắng. Và toàn bộ số tiền ngày hôm nay 56.500.000 đồng xin dành cho em Thanh Huyền. Bởi vì em và mẹ của em và cả chị gái của em nữa hoàn toàn xứng đáng ạ. Một gương mặt rất là xinh xắn và khi mà cô Hương nhìn qua phóng sự cô thấy con cười rất là xinh. Con có thể cười một nụ cười thật là tươi để gửi tới cho khán giả trường quay không? Rồi, cô gái xinh đẹp, bây giờ thì có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình rồi. Dạ, nhận được phong qua thì con rất là vui, hạnh phúc. Và con rất biết ơn và con xin gửi lời cảm ơn đến cô Khá Lý, công tâm của trường đình và tâm hồ cận những người đã hàng con qua đây cùng toàn bộ ekip đã giúp con dần có được trường đình này. Và con cảm ơn bạn con nữa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tất cả mọi người, nhất là mẹ ạ. Người, cái điều mà cô Thanh Hương cũng như tất cả mọi người ở đây muốn nghe nhất đó chính là lời hứa của con đấy. Con hứa là sẽ cố gắng học thật tốt mẹ để giành được cái thành tích cao và còn phụ dưỡng cho mẹ của mình và hỗ trợ cho chị gái nữa đúng không? Sau này ước mơ tương lai con muốn được làm nghề gì? Rất là hay. Với những cô gái mà yêu thích công việc này thì phải là những người có một cái cá tính rất là mạnh mẽ và bản lĩnh, thì con hãy mạnh mẽ bản lĩnh lên nhé. Chúc con thành công. Vâng, kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Thanh Hương đây, một người phụ nữ từ nãy đến giờ không kìm được những giọt nước mắt. Em biết là chị đang rất là xúc động, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có quyền được vui, được tự hào đúng không chị? Tự hào bởi vì hai người con của chị rất tuyệt vời. Khán giả trường quay đang rất là muốn lắng nghe những chia sẻ của chị. Chị có thể nói đôi lời trong chương trình ạ? Em mời chị. Dạ, thay mặt hai con, tôi xin chân thành cảm ơn chương trình, tất cả anh em ekip để đưa nhu cầu để cho gia đình chúng tôi, đồng viên con tôi. Trong những ngày, trong tương lai sắp tới thì con tôi cũng hy vọng là hai con tôi đều đạt được những mong muốn của mẹ. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Thấy hai cháu cũng rất là trưởng thành và khôn lớn và thương mẹ chị ạ. Thì cái điều quan trọng ở đây là chị phải giữ sức khỏe chị nhé, để còn chứng kiến được bước đường tương lai phát triển của con mình nữa. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi đây có đại diện về phía chính quyền, thì ngay sau đây cũng xin mời bác có đôi lời chia sẻ. Dạ, xin mời ạ. Thay mặt cho chính quyền địa phương cùng với gia đình là xin cảm ơn chương trình VTV3 và những nhà mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ xây dựng những cái ekip để tạo cái buổi tạo cái động viên kích lệ cho những con em gia đình khó khăn học giỏi và gặp những khó khăn trong cái điều kiện kinh tế để nuôi con em học. Thì một lần nữa thay mặt cho chính quyền địa phương rất là cảm ơn chương trình VTV3 và các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho con em công dân của thị trấn Nghĩa Đàn. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình. Dạ, xin cảm ơn bác rất nhiều và xin chúc bác thật là nhiều sức khỏe và công tác tốt ạ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là một người con của người Đan. Tôi tên là Lê Anh Tuấn, đang công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Người Đan. Hoàn cảnh của em Thanh Huyền là một hoàn cảnh rất khó khăn và em học rất giỏi. Thì trong quá trình trình đấy thì tôi mới biết được hoàn cảnh của em. Thì hôm nay là tôi đến có một món quà nhỏ nhỏ. Đó là để cho chúc cho em thành công và phát triển. Cảm ơn.
Vâng, chắc chắn rồi, tất cả những người đang có mặt ở đây và đặc biệt là em Thanh Huyền, chị gái của em cũng như là người mẹ của em rất là muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới diễn viên Kali của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Kali rất nhiều, bạn đã chơi một chương trình cực kỳ tuyệt vời và bạn đã mang lại rất nhiều niềm vui và cả những giọt nước mắt cho chúng tôi nữa. Nhưng giọt nước mắt đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng để ý thị phi mà hãy cứ cho đi khi ta còn có thể. Biết đâu ngày hôm nay Thanh Hương có mặt ở đây, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ đi đến những cung đường khác dài hơn, gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Và biết đâu sau này khi em Thanh Huyền trưởng thành, chính em ấy sẽ là người mang tới yêu thương đến cho những hoàn cảnh khó khăn như mình và còn hơn mình nữa. Rất là cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và Thanh Hương cũng hy vọng rằng qua chương trình này sẽ có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm biết tới câu chuyện của em để san sẻ yêu thương tới em nhiều hơn. Và ngay sau đây xin được kết nối với trường quay để gặp gỡ MC Quyền Linh và diễn viên Kali của chúng ta ngày hôm nay ạ. Rồi, chuẩn bị, chúng ta về bán hàng online thôi. Dạ, giờ bây giờ mình tới đi kiếm tiền cho mình. Dạ, khỏe rồi ha. Dạ, khỏe kiếm rồi. Kiếm tiền cho nhân vật của chương trình. Bây giờ mình về mình kiếm tiền cho mình. Thiệt, lúc nãy em lên cho em cũng rung lắm anh. Em sợ là em sẽ trả lời không đúng rồi không có đem được tiền cho nhân vật. Lúc đó mình cảm thấy mình sẽ tội lỗi lắm. Thiệt, không đi, tội lỗi đi đâu, chơi chương trình này mà mình cũng có một cái gánh nặng chứ. Mình cảm thấy mình sợ là mình sẽ không có mang lại được cái phần tiền có giá trị, mà mình cũng nghĩ trong đầu thôi, lỡ mà chơi mà không được đồng nào thì mình cũng bỏ tiền túi mình ra. Nhưng mà cũng may mắn là hôm nay là chương trình thương mình. Chương trình thương mình. Dạ, anh máy anh thương dạ, mình. Dạ, máy thương mình cũng cho được 55 triệu 600 ngàn đồng. Thôi, một lần nữa thì cảm ơn Kali rất là nhiều. Chúc cho em có nhiều vai diễn, có nhiều bài hit, dạ. Gia đình hạnh phúc và đặc biệt là bán hàng online càng ngày càng đắt. Dạ, cảm ơn anh Linh, cảm ơn quý vị khán giả. Nhớ follow nhiều. Facebook của Kali nhé. Cảm ơn Kali rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chúc cho Thanh Huyền và gia đình thật nhiều may mắn. Còn bây giờ thì Kali và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Sáng đi Tết chưa? Dạ rồi. Khỏe mạnh, người tốt lành. Dạ. Chứ sáng tụi Tết rồi đó. 3-4 vạch gì đó. 9 triệu nha. Mấy chục phần trăm? Bây giờ là 101%. Nhích hơn nãy nữa luôn. Dạ. 1 2 2 rưỡi. Tự tin. Dạ. 3. Dạ. Đẹp bên quá. Nền khung vải mới, những sợi chỉ đủ màu, dệt áo anh em dệt ước mơ. Ồ. Đấy.